nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali anh nghe nhớ nhung dặn sâu. Từ ngày dài anh bóng trở thành lặng im, ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại. Miền Trung xa xôi xa ngút ngàn người chờ mong, bầu trời Cali hôm nay gió mưa giăng sầu. Kỷ niệm về nghề anh đã gối đầu từng đêm, ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Anh đi rồi anh nhớ bóng dáng người ở lại Paris em yêu ơi. Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi. Buổi chiều sông Sen có gió lạnh lòng đông, buổi chiều Cali cô đơn từng cơn giá rời. Từ ngày xa em thao thức chẳng trọng từng đêm, ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Rồi, chào các bạn, bài hôm nay sẽ là bài 142 trong giáo trình guitar cấp tốc. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn thêm một bản nhạc nữa để bạn điểm hát với tông rê trưởng và với điệu bolero. Rồi, vừa rồi mình cũng đang phát mẫu và tham khảo bài Để Quên Con Tim. Không biết có chính bản quyền hay không nha. Nếu mà bây giờ các bạn xem mà không thấy phần hát mẫu thì chắc chắn chính bản quyền rồi. Mình để chính bản quyền mình để clip riêng. Bạn nào cần tham khảo bài hát mẫu cho dễ hình dung dễ tập á, thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Để Quên Con Tim guitar cấp tốc. Gọi vậy sẽ ra hát mẫu nha. Còn không chính bản quyền là nãy giờ các bạn xem các bạn thấy luôn phần hát mẫu rồi đó nha. Rồi. Thêm một bài nữa ha, để các bạn điểm cho quen dần với tông rê trưởng này, để sau này các bạn muốn áp dụng những bài khác với tông rê trưởng là các bạn áp dụng được liền nha. Rồi đầu tiên các bạn ghi intro nha, rồi mỗi đối một intro là rất là ngắn, các bạn vào bài cho nó lẹ nha, nó dễ. Rồi câu đầu tiên intro si si rê mi, si si rê mi, bấm vô mi thứ chỗ này. Hướng dẫn điệu hát tông rê trưởng mình có chia sẻ các bạn rồi đó nha. Điệu rê trưởng với nhiều âm này đi theo, mỗi một âm bao nhiêu chỗ bấm và bấm như thế nào mình chia sẻ hết rồi, mình không nhắc lại nha. Đây là giáo trình cho nên các bạn chỗ nào các bạn không nắm được, các bạn không hình dung được chỗ đó vì sao lại là như vậy thì các bạn xem lại những bài trước giùm mình nha. Tại những gì mình chia sẻ rồi thì không nhắc lại, là những bài sau này chỉ áp dụng vào những gì các bạn đã được tập ở những bài trước thôi nha. Rồi si si rê mi, rồi bấm như mi thứ chỗ này nha. Sau lưng dãy nốt mình có ghi dãy số đó, xì xì 3434, rồi rê là 23, rồi mi là 25. Nó dựa vào dãy số sau là các bạn biết dãy nốt đó sẽ đàn dãy nào bấm chỗ nào nha. Rồi bấm vô mi thứ chỗ này, lên xuống chát bum chát, hoặc là rải jack, bum jack tùy theo các bạn áp dụng kiểu đàn bolero nhau nha. Ở đây là điệu bolero thì các bạn muốn dùng kiểu bolero nào các bạn áp dụng, mình đã chia sẻ các bạn cũng nhiều kiểu đàn bolero rồi đó. Rồi thì các bạn sẽ thay thế theo kiểu đàn của các bạn nha. Ở đây thì mình đàn kiểu chèn bass thì mình lên xuống jack, bum jack nha. Các bạn có thể thay là rải jack, bum jack cũng được đó, thay cái lợi ích đó là được nha. Rồi sau đó đàn câu thứ hai mi pha thăng son rồi bấm vô là bãi ha, rồi lại nha si 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 re mi lên xuống chát bum chát mi pha son mi pha pha thăng ha, mi pha son lên xuống chát, rồi tiếp là mi đô re là mi đô thăng rê, rồi bấm lại rê trưởng lên xuống chắc, rồi đưa câu lót với tông rê trưởng mà các bạn tập ở bài trước rồi đó. Fa mi là si đô rê, fa mi là si đô rê, rồi sau đó bấm rê trưởng dậm cái vào bài đó, nốt fa và nốt đô là nốt thăng nha. Rồi đó là intro, các bạn thấy rất là ngắn thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại chậm intro, các bạn tham khảo lại dựa vào giải số về nghi phía sau đó, rồi cắt chèn thế nào, báo hợp âm nào, chèn như thế nào các bạn tập được rồi, đàn chậm chậm thôi được rồi, tăng tốc lên. Còn tốc độ thì tùy theo sở thích riêng mỗi bạn, muốn nhanh muốn chậm thì tùy các bạn nha. Rồi các bạn tham khảo là intro mình đàn chậm nè. Nha, rồi được rồi thì các bạn sẽ tăng tốc lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại intro một lần nữa bình thường, đầu lấy cũng mẫu rồi, bây giờ mẫu lại các bạn tham khảo lại nha. Rồi sau khi bạn tập được các bạn cứ intro như mình là được, còn mà nhanh hơn của mình cũng được hoặc chậm hơn mình cũng được nha. Rồi các bạn tham khảo lại intro. Thì các bạn thấy với bài này thì cái tông rê trưởng nó hơi thấp chút xíu ha, nhưng mà vẫn còn hát được. Nhưng mình nói các bạn là thấp cao gì còn hát được thì cứ hát để mình tập thôi, tập để làm quen dần, sau này mình có thể áp dụng nhiều bài khác nữa dạng vậy ha. Hơi thấp nhưng mà vẫn còn được thì các bạn cứ áp dụng và điểm cho nó quen với tông rê trưởng đi ha. Rồi sau này các bạn muốn áp dụng những bài nào thì các bạn áp dụng được liền, hoặc là sau này áp dụng những tông khác là các bạn áp dụng được liền. Ở bên cái điêu chương bạn nào xem thì các bạn đã biết mình có chia sẻ hai cái clip, thứ nhất là cách suy hợp âm từ một tông bất kỳ, clip thứ hai là cách suy nốt solo từ một tông bất kỳ. Tức là khi mình chia sẻ bài này trên tông nào các bạn không thích hoặc là không đúng giọng các bạn hãy suy ra tông khác theo giọng của các bạn luôn, là xem hai cái clip đó là các bạn suy ra được hết nha. Rồi intro là vậy ha, sau intro thì các bạn cứ vào bài. Rồi vào đoạn đầu tiên thì rồi thầm tên em, rồi đầu tiên chủ âm rê trưởng, rồi cứ bolero lên, các bạn áp dụng kiểu nào thì các bạn cứ áp dụng nha, miễn bolero được. Em khi nắng suy thứ chiều nhạt ngoài sân, rồi chỗ này người ta sẽ nghĩ nè, đưa câu lót vào chỗ này qua son trưởng, sân lên xuống chắc son là si son nè, là dáng rồi la nè, rồi si kéo qua đây luôn để mình bấm vô lại chủ âm, lại cái hợp âm son trưởng nha. Ngoài sân rồi xuống chát son la si, rồi bấm lại son trưởng, rồi tiếp tục đàn tiếp, hát tiếp ha. Giải nốt lót đó mình ghi phía sau đó, các bạn nào lót thì lót, không lót thì cứ đàn bỏ nhịp. Ngoài sân không lót, rồi hát tiếp trở về Cali đó. Cứ muốn lót thì lót nó sẽ hay hơn, còn các bạn không lót thấy những nốt này nó khó quá thì khỏi lót, cứ đàn bỏ nhịp, cứ chuyển hợp âm và đàn bỏ nhịp rồi hát tiếp là được nha. Rồi nếu lót thì Sol, La, Si, rồi vẫn bấm lại son trưởng, rồi đàn tiếp hát tiếp. Giờ về Cali là trưởng. Anh nghe, chỗ này các bạn chuyển qua la bảy hoặc giữ luôn la trưởng cũng được ha. Nghe nhớ nhung dần sâu, trở lại chủ âm rê trưởng. Rồi chỗ này người ta cũng nghĩ nè, rồi đưa câu lót vào. Mà không thích lót thì cái đàn bỏ nhịp hát tiếp. Dần sâu, đàn bỏ nhịp nha. Rồi hát tiếp. Từ ngày xa em. Đó, còn lót vào thì sẽ hay hơn ha. Nhớ nhung dần sầu lót. Vậy ha, rồi lót mình cũng ghi đó, ghi dãy số phía sau luôn đó. Thì chỗ này thì sau khi bạn lót xong bạn bấm la 7 thì sẽ hay hơn ha. Rồi bấm la 7 để giữ rê trưởng, mà nếu các bạn không lót thì các bạn cứ đàn hết nhịp chuyển la 7 cho mình nha. Rồi mới hát tiếp từ ngày xa em, tại lúc này nó chuyển qua rê trưởng lại rồi. Mà nếu một cái câu nhớ nhung dằn sầu rê trưởng, rồi các bạn giữ rê trưởng đàn nhịp rồi hát tiếp từ ngày xem, nó cũng vẫn là rê trưởng nữa. Màu âm mà mình giữ nhiều cái nhịp quá thì nó sẽ không hay, cho nên là nhớ nhung dằn sầu đàn hát nhịp chuyển la 7 rồi hát tiếp từ ngày xa em, mình mới chuyển lại rê trưởng thì sẽ hay hơn nha. Rồi nếu các bạn lót thì cũng vậy, rồi lót xong vẫn bấm la 7 hoặc la trưởng cũng được, la 7 la trưởng gì cũng được ha, nhưng mà không giữ rê trưởng, giữ một âm mà giữ nhiều nhịp quá nó không hay ha. Rồi cái mình hát tiếp từ ngày xa em, rồi cái mình trở lại rê trưởng nha. Rồi ví dụ lại nhớ nhung dần sầu la 7 rồi hát tiếp từ ngày xa em rê trưởng. Rồi giống câu đầu anh bóng xì thứ trở thành lặng im so trưởng. Rồi câu đầu thế nào câu thứ ba này y chang vậy đó, nghe không? Rồi cái câu đầu thế nào câu thứ ba này y chang vậy. Sau câu thứ ba cũng lót y chang, so, son, la, si, rồi vẫn bấm lại son trưởng rồi hát tiếp ha. Từ ngày xa em anh bóng trở thành lặng im, rồi hát tiếp ngày rời Paris là trưởng, anh hứa là vài tháng thứ sẽ quay trở lại là trưởng. Rồi hết đoạn 1 nó về là trưởng. Anh hứa là pha thằng thứ sẽ quay trở lại là la trưởng. Rồi bấm la trưởng hoặc la 7 cũng được nha. Lại rồi lên xuống chát la. Đó mình chuyển đoạn qua đoạn 2 là vậy ha. Anh hứa sẽ quay trở lại. Rồi la trưởng nè, lên xuống chát la là thả ra không bấm gì cả. Đang đi buông la rồi bấm lại la. Rồi dặm thêm cái la ha. La được rồi, nhanh tay lên la, nhanh hơn chút xíu nữa vẫn được, vậy đó nha. Rồi cách chuyển từ đoạn 1 đoạn 2 là vậy nha, la. Rồi vào đoạn 2 vậy nha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn 1 qua đoạn 2 từ ngày xa em anh mong trở thành lặng. Paris, anh hứa sẽ quay trở lại. Miền Trung xa xôi, xa muôn ngàn lời chờ mong. Bầu trời Cali hôm nay gió mưa dần. Rồi qua đoạn 2 y chang đoạn 1, đoạn 1 bạn áp dụng thế nào đoạn 2 y chang vậy, những câu đầu tiên y chang nha, chỉ có câu cuối cùng đoạn 2 nó khác câu cuối đoạn 1 thôi, tại câu cuối cùng đoạn 2 nó về chủ âm. Thì các bạn tới đó mình chia sẻ, còn bây giờ ba câu đầu y chang đoạn 1 nha. Nhìn trụng xa xôi rê thứ xa ngút si thứ ngàn lời chờ mong son trưởng. Tới đây nghĩ nè, lót thì cũng y chang đoạn 1, son la si rồi vẫn bấm lại son trưởng. Còn nếu không lót thì cái đàn bỏ nhịp hát tiếp ha. Bầu trời Cali là trưởng, hôm nay là bãi hay là trưởng cũng được. Gió mưa dần sầu về lại chủ âm rê thứ. Rồi lót giống câu thứ hai của đoạn 1 luôn, lên xuống chắp rê đô si là. Lót xong bấm la 7 nha, hoặc là trưởng cũng được. Còn không lót thì đàn bỏ một nhịp, cuối nhịp bấm la 7 nha, rồi mới hát tiếp nha. Rồi kỷ niệm bên em là rê trưởng, anh đã si thứ gối đầu từng đêm. Y chang câu thứ ba của đoạn 1, son trưởng cũng lót y chang vậy, lên xuống chát son la si Paris, rồi vẫn bấm lại son trưởng rồi hát tiếp. Ngày rời Paris, từ đây khác nữa, câu này sẽ khác với câu cuối đoạn 1. Paris là hợp âm mì thứ, nó khác đoạn 1 ha. Anh đã là trưởng hay là bãi cũng được, để quên con tim chủ âm rời trưởng. Rồi hết câu, hết đoạn 2 thì lót lên xuống chát hoặc là rã chát á. Ma mi là si do re, câu lót này cứ intro các bạn lót, bây giờ lấy câu đó lót ha. Rồi fa mi là si do re, rồi lót xong bắt đầu quạt chả bolero lên để hát điệp khúc thì cho cao trào chút xíu, quạt chả bolero. Đàn điệp khúc này mình cũng chia sẻ các bạn rồi nha, cứ điều tay mà quạt, chủ yếu là tay phải thôi, tập tay phải là quạt. Còn bây giờ đàn trên tông nào hay chuyển âm nào thì chuyện của tay trái, miễn là các bạn quạt được kiểu đó, rắc 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 bum rắc bum rắc bum rắc rắc bum rắc bum rắc bum. Còn tay trái cái chuyển âm thôi, rồi nên là cái kiểu quạt đó thì chủ yếu tập tay phải nha. Cho nên thí dụ mình chưa chia sẻ quạt trên trong rê trưởng, các bạn vẫn quạt được dựa vào tông la thứ hoặc là rê thứ, mình đã chia sẻ kiểu quạt rồi đó, thì các bạn cứ như thế các bạn quạt thôi, chứ còn nhìn hợp âm là âm gì thì tay trái mình chuyển về thôi nha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc. Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim, anh đi rồi anh nhớ bóng dáng người ở lại Paris em yêu ơi, anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi. Rồi mấy điệp khúc là vậy, rất đơn giản, rất là ngắn thôi ha. Rồi cứ điều ta mà quạt. Anh đi rồi anh nhớ là bị thứ, bóng dáng người ở lại là trưởng hay là bại cũng được. Paris em yêu ơi. Từ đây rê trưởng đang bỏ nhịp hát tiếp nha. Các bạn điệp khúc các bạn khỏi còn lót, thì đang quạt giả thì các bạn khỏi còn lót cũng được. Rồi các bạn bỏ nhịp em yêu ơi. Rồi hát tiếp. Anh nhớ em thật nhiều. Từ đây chuyển con trưởng rồi cũng đang bỏ nhịp. Rồi hát tiếp. Anh nhớ em thật nhiều. Rê trưởng. Người yêu ơi la trưởng là hết điệp khúc. Rồi hết điệp khúc thì đang quạt giả thì như thế này. Ơi ra 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 chát 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 chát, rồi ngưng hát lần cuối vậy ha. Rát 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 chát 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 nha. Rồi cái nào chát thì mình nhịp tay, còn cái nào không chát thì không nhịp nha. Rát 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 thì giữ cứng hợp âm, rát 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 rồi chát nhịp, rồi 4 cái chát nữa, chát 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 chát, cái nào cũng nhịp hết. Rồi thêm cái chát cuối cùng là dậm la trưởng, hay là các bạn ghi dậm la trưởng cũng được, hay là ghi chát cũng được, chát hoặc là dậm la trưởng ngưng hát đoạn cuối vậy đó ha. Ra 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 chát 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 chát, thêm cái chát nữa hoặc là dặm la trưởng là như thế nào cũng được. Rồi ngừng hát đoạn cuối vậy thôi nha. Đoạn cuối trở lại đoạn 2 điểm thế nào, đoạn cuối các bạn điểm y chang vậy là được, chỉ có cái ca từ là khác thôi nha. Rồi ví dụ các bạn hết điệp khúc qua đoạn cuối. Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi. Buổi chiều sông sen có gió lạnh rầy lấp đông. Rồi qua đoạn cuối y chang đoạn 2 ha. Đoạn 2 làm cuối trang vậy. Buổi chiều sông sen rơi trưởng có gió xi thứ, lạnh về lập đông là son trưởng. Chỗ này nghĩ đàn bỏ nhịp hát tiếp, còn không thì lót vào lên xuống chát sòn là si dễ ha, y chang đoạn 2. Rồi đàn tiếp hát tiếp. Buổi chiều Cali là trưởng, cô đơn là bãi, các bạn thể chuyển tại chỗ này nó đều là la nè, các bạn giữ luôn la trưởng cũng được, nhưng mà không thì thay đổi la trưởng la bãi, bấm đây luôn la trưởng rồi chuyển la bãi đây luôn, cô đơn, hoặc là chuyển đây, hoặc là giữ luôn la trưởng cũng được, hoặc là la bãi suốt cũng được ha. Chỉ này chỉ có 2 nhịp thôi. Rồi từng cơn giá rã rời về lại chủ âm rê trưởng, chỗ này nghỉ nhịp, một là đàn bỏ nhịp hát tiếp, đàn bỏ nhịp nhớ cuối nhịp chuyển qua la bãi nha, rã rời đàn bỏ nhịp chuyển la bãi rồi hát tiếp từ ngày xa em vậy ha. Còn không đàn bỏ nhịp thì lót rê đô si la y chang nãy đoạn 2 nha. Rồi bấm la bãi rồi hát tiếp từ ngày xa em, rồi rê trưởng thao thức si thứ trằn trọc từng đêm son trưởng, chỗ này nghỉ nhịp cũng đàn bỏ nhịp hát tiếp, còn không thì là đêm lên xuống chát son là si bấm lời son trưởng hát tiếp nha. Rồi dựa vào đồng hồ điểm được cho đoạn 2 nha. Rồi dựa vào đoạn 2 điểm được cho đoạn cuối nha. Rồi, ngày rời Paris mi hứ đi chàng đoạn 2 nha. Anh đã là bãi là trưởng cũng được, để quên con tim về lời chủ âm rơi trưởng. Rồi cũng đưa câu lót quen thuộc mà nãy cuối đoạn 2 và cuối intro các bạn lót đó, lên xuống chắp ha mi là si đô rê. Rồi lót xong hát lặp lại từ ngay chỗ này, ngày rời Paris anh đã, tới đây không hát nữa, đàn hết nhịp nha. Anh đã lên xuống chắp bùng chắp chậm la bãi cái hoặc là trưởng cái nha, đàn hết nhịp chậm la cái rồi hát tiếp để quên con tim, rồi tứ tim mình mới đàn bắt rê, rồi sau đó bấm chủ âm rê trưởng, rồi cũng lót lại câu đó đi ha, lên xuống chắp fa mi là si đô rê, lót xong vẫn bấm lại rê trưởng, rồi lên xuống chắp hoặc là rải chắp rồi kết ao, tức là các bạn trước khi kết ao lót xong cũng vẫn bấm rê trưởng rải chát một cái rồi mình mới kết ao nha. Kết ao đàn y chang intro, intro thế nào đàn kết ao y chang vậy, lên xuống chát hoặc rải chát thì cũng được đó. Để quên con tim được lót fa mi là si đô rê, lên xuống chát rồi bắt đầu kết ao y chang intro. Được ha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hát hết đoạn cuối ha, làm lại và sẽ kết out cho các bạn nha. Từ ngày xa em thao thức chẳng trong từng đêm, ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Hát lặp lại, ngày rời Paris là xong bài 142. Tiếp tục thêm một bản nhạc nữa với tông rê trưởng và với điệu bolero để các bạn điểm vài bài như vậy để các bạn dần quen với cái tông rê trưởng nha. Và sau khi các bạn quen rồi, cảm nhận được rồi đó, với những hợp âm đi theo các bạn hình dung được, cảm nhận được tới câu hát đó, mình sẽ đi qua hợp âm đó, mới thì 1-2 bài các bạn chưa cảm nhận được tới câu hát nào là hợp gì đâu, nhưng mà đàn thường nhiều bài thì dần các bạn sẽ nghe thường các bạn sẽ quen ha. Đó, giống như tông la thứ lúc đầu các bạn tập các bạn cũng không biết qua âm nào, nhưng tập riết đàn riết trên la thứ là các bạn cảm nhận được, thì qua tông này cũng vậy hoặc là tông nào cũng vậy, đàn thường thì các bạn nghe thường thì các bạn sẽ cảm nhận được nha. Đó thì hôm nay thêm một bài nữa để các bạn điểm, sau này gặp bất kỳ bài nào các bạn muốn áp dụng với tông rê trưởng là các bạn áp dụng được liền. Và cái bài này cũng không xa lạ vì gì với các bạn ha, bài này quá quen thuộc rồi, để quên con tim, bài này rất là lâu rồi và rất là nổi tiếng thời xưa ha. Rồi vậy nha các bạn, rồi coi như hôm nay xong bài 42 ha, hẹn gặp lại các bạn ở bài số 143 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.